Tên của mình là Tim. Ba mẹ mình là tuyệt vời nhất trái đất. Vậy nào con? Hôm nay là ngày tham quan chỗ lạ. Thật sao? Cả ngày chỉ có đúng ba người. Nhà Templeton. Đời thật trọn vẹn cho đến cái ngày định mệnh đó. Tim, xem ai đây? Mau, hãy đến gặp em trai mới của con. Nó đang chiếm lấy toàn bộ căn nhà. Nhìn nó đi, nó mặc đồ vét, nhìn giống như ông cụ non. Nó còn xách cả cặp táp nữa. Ngoài con ra không ai nghĩ nó. Nó sao ta? Nó hơi ghê ghê sao? Thì hồi nhỏ con lúc nào cũng ôm bé cừu cho đến khi con lớn. Chuyện này không liên quan đến bé cừu. Tin ba đi, ngày nào đó con sẽ yêu em con bằng cả trái tim của mình. Còn lâu. Ôi, chuyện thường ngày ở huyện, ngủ không đủ giấc, ăn không đủ bữa. Họ đang bị mất phương hướng. Như tôi nghĩ nó đang nghi ngờ tôi. Nó đi làm gì bé? Hú hồng luôn. Để tôi xử lý thằng nhóc cướp mới đi. Em biết nói. Gu gu ga ga. Không, em nói chuyện như người lớn. Phải, anh biết rồi. Giờ để xem chú có biết nghe không. Gọi cho anh một ly espresso và tìm xem có chỗ nào có bán sushi không. Cho anh một cuộn các người sốt cây nhanh lên nào. Chú ăn gì ở đại luôn. Nhóc trừng. Em là ai? Thì cứ gọi là sếp bự. Hãy chờ đến khi ba và mẹ biết được chuyện này. Mày ngủ gục à, chú nói về. Sinh ra đã là đại ca. Galaxy hân hạnh phát hành thời chiến 31 tháng 3 2017.